tại sân quần vợt Trung Long vừa diễn ra giải quần vợt doanh nhân xứ Nghệ tranh cúp DKC Petro 2018. Giải đấu năm nay thu hút hơn 100 vận động viên là doanh nhân, chủ doanh nghiệp tranh tài ở hai nội dung thi đấu, trình 3.75 và 4.25. Tại giải đấu, các vận động viên đã mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính và là nơi giao lưu kết nối, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các doanh nhân có đóng góp to lớn trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Kết thúc giải, đội Kim Liên Sài Gòn giành vô địch ở nội dung thi đấu trình 3.75 và đội DKC Petro giành vô địch ở trình 4.25.